Thưa quý vị, VinFast công bố sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Bắc Carolina, Mỹ, tạo ra hơn 7.000 việc làm tại Mỹ. Trang Facebook Twitter của Tổng thống Mỹ Joe Biden và website của Nhà Trắng đã đăng tải thông tin VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Bắc Carolina, Mỹ. Đây được xem là động thái mới nhất trong chiến lược kinh tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo đó, VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina Mỹ công bố ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự án có mức đầu tư là 2 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 1, với công suất dự kiến là 150.000 xe một năm. Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ được khởi công trong năm 2022, sau khi nhận được giấy phép xây dựng và dự kiến được vận hành vào tháng 7 năm 2024. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, hạt Chatham với diện tích khoảng 800 hectare. Nhà máy có 3 khu vực chính là khu vực sản xuất và lắp ráp ô tô điện và xe buýt điện, khu vực sản xuất pin cho các sản phẩm xe điện và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Theo biên bản ghi nhớ, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy theo nhiều giai đoạn khác nhau. Các mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy bao gồm VF9 dòng xe SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi và VF8 dòng xe SUV cỡ trung 5 chỗ ngồi. Thông đốc bang Bắc Carolina, ông Roy Copper phát biểu Bắc Carolina đang nhanh chóng trở thành trung tâm của đỉnh kinh tế năng lượng sạch. Dự án tâm cỡ của VinFast sẽ mang đến nhiều việc làm tốt cho địa phương cũng như một môi trường trong lành hơn khi ngày càng có nhiều xe điện xuất hiện trên thành phố, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính. Nhà máy cũng sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm mới cho địa phương. Bộ Thương mại bang Bắc Carolina là cơ quan xúc tiến thu hút đầu tư từ VinFast cùng sự phối hợp của nhiều tổ chức cấp bang, cấp vùng và địa phương. Trước VinFast, các hãng xe khác như là GM, Ford và Siemens cũng có các khoản đầu tư tại Mỹ, giúp tạo ra hàng nghìn việc làm. Washington hỗ trợ trong việc tạo ra một ngành công nghiệp sạch, thúc đẩy các công ty đầu tư tại Mỹ, xây dựng lại chuỗi cung ứng và giảm chi phí cho người dân Mỹ. Kể từ khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thực hiện một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước bằng cách tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và thúc đẩy các ngành công nghiệp của tương lai như xe điện. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ. Dự luật này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cho xe điện. Các hãng sản xuất ô tô của Mỹ cũng đã ký kế hoạch sẽ có 50% thị phần là xe điện vào năm 2030. VinFast được thành lập năm 2017 với trụ sở chính tại Hà Nội và khu phức hợp sản xuất quy mô hiện đại, công suất lên tới 950.000 xe mỗi năm vào năm 2026 tại Hải Phòng, Việt Nam. VinFast là thương hiệu xe hơi hạng sang duy nhất của Việt Nam có tốc độ phát triển đột phá. Hãng đã phát triển 3 mẫu xe ô tô đầu tiên, đồng thời xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành nhà máy tại Việt Nam chỉ trong vòng 21 tháng. Mới đây, Vingroup cũng đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin VinES tại Hà Tĩnh, Việt Nam với quy mô cho giai đoạn 1 là 8 hecta với công suất dự kiến là 5 GWh mỗi năm. Dự kiến nhà máy pin VinES sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động cuối năm 2022. VinFast hiện đã thiết lập các hoạt động tại các thị trường quốc tế bao gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp và Hà Lan hệ sinh thái sản phẩm xanh của công ty đang phân phối tại việt nam bao gồm xe ô tô điện xe máy điện xe buýt điện hệ thống chạm sạc cùng các giải pháp năng lượng sạch thông qua dự án xây dựng nhà máy tại mỹ vinfast khẳng định kế hoạch phát triển và đầu tư nghiêm túc của hãng tại thị trường quốc tế nói chung và tại mỹ nói riêng đồng thời đảm bảo năng lực và kế hoạch tự chủ sản xuất trên toàn cầu